phần hướng dẫn nhập giá vật liệu theo giá thông báo theo quý hoặc theo tháng của các tỉnh hoặc các địa phương. Hiện nay chúng ta đã có một cái công trình và có một số công tác ở đây. Thì bây giờ chương trình đã có các cái công tác và đã có các cái vật liệu, các hao phí vật liệu theo định mức ở đây rồi. Vấn đề là đầu tiên thì chúng ta khi mới đầu cài chương trình, chúng ta chỉ có các cái đơn giá của các tỉnh, và trong mỗi tỉnh thì có các cái đơn giá khác nhau, và mỗi một đơn giá thì sử dụng một cái bộ đơn giá gốc, ví dụ như là giá vật liệu 24/2005, giá vật liệu 33/2005 hoặc là giá vật liệu 28/2005, ứng với các cái đơn giá, ứng với định mức là 24/2005, định mức 28/2005 và định mức 33/2005. Và tất nhiên cái giá này chỉ là giá gốc thôi. Và trong trường hợp là các tỉnh họ ban hành các cái giá thông báo hoặc là giá theo quý hoặc theo tháng đấy, thì chúng ta sẽ phải nhập như nào? Thì có chúng đơn giản là chúng ta sẽ vào cái suýt giá tháng. Thì chương trình đã liệt kê cho chúng ta tất cả các cái vật liệu có sử dụng trong chương trình. Ngoài vật liệu ra thì chương trình có liệt kê cả cái nhân công và cả máy thi công ở đây. Đa phần thì chúng ta sẽ chủ yếu là chúng ta sẽ nhập giá tháng cho vật liệu là chính. Thế còn thì trong một số trường hợp đặc biệt chúng ta có thể là nhập cái giá máy thi công ở đây cũng được. Hoặc là thậm chí chúng ta có thể chỉnh sửa cả giá nhân công theo ý muốn của chúng ta. Bây giờ chúng ta đi vào việc nhập giá tháng. Thì ở đây chúng ta để ý là có hai cột, cột E và cột F. Cột E là cột giá gốc, cột F là cột giá tháng. Thì chúng ta để ý màu sắc của hai cột. Cột giá tháng thì màu nó là màu hơi xanh một chút, còn cột giá gốc tức là cột E thì là cái màu của nó là màu trắng, để chúng ta dễ phân biệt. Và đây cũng là một cái điểm mà chương trình cũng rất là để ý đến, để làm sao cho cái người làm cho người sử dụng họ có một cái họ nhìn vào, họ tránh nhầm lẫn trong cái việc nhập giữa các cái cột giá gốc giá tháng. Hoặc là một cái điểm nhấn nữa về vật liệu về cái màu sắc, thì chúng ta thấy là ngay như cái vật liệu nhân công và máy đây thì chương trình cũng phải để cái màu sắc nó khác hẳn so với cả các cái màu sắc của chữ thường, để người dùng dễ nhận định cái ngay là cái vùng vật liệu đâu, nhân công đâu và máy đâu cho nó tiện. Có hai cách nhập giá tháng, đó là cách thứ nhất là chúng ta nhập trực tiếp vào cột giá tháng ở đây, hoặc là nhập trực tiếp ở đây cho nhân công hoặc ở đây cho máy. Đây là cách thông thường nhất. Cách thứ hai là chúng ta sẽ nháy phải vào đây, chúng ta chọn menu lắp giá thông báo vật liệu hoặc là nhân công hoặc cam máy. Việc bấm vào menu này tương đương với việc là chúng ta bấm vào đây để chọn cái menu là thay giá vật liệu hoặc là thay giá nhân công hoặc thay giá cam máy. Bây giờ chúng ta đơn giản nhất là chúng ta thay cái giá của đá học đang là 105.000, giá gốc và giá thông báo bằng nhau. Bây giờ chúng ta thay bằng ví dụ 106.300 đồng. Chúng ta thay tiếp cát vàng đang là 65.000, chúng ta đổi thành 67.300 đồng. Bây giờ xi măng PC30 ở đây thì chúng ta sẽ không tăng lên nữa như hai cái trước, mà chúng ta giảm đi. Ví dụ chúng ta thay bằng 530 đồng thôi. Ở đây có một cái hiệu ứng màu sắc nữa, đó là nếu như mà chúng ta nhìn thấy giá mà tăng, ví dụ từ 105 mà lên 106.300 hoặc là từ 65 lên 67.300 thì màu sắc của nó sẽ là màu xanh. Còn nếu như mà cái giá tháng mà bị hụt đi thì bị giảm đi từ 673 đồng chẳng hạn xuống 530 đồng thì cái màu sắc của nó sẽ là màu đỏ. Điều này sẽ liên tưởng cho chúng ta cái vấn đề về thị trường chứng khoán. Khi mà các mã cổ phiếu mà tăng giá thì đương nhiên là cái màu sắc của cái mã đấy sẽ là màu xanh. Còn khi mà cổ phiếu đó down thì cái mã của nó sẽ là màu đỏ, giống như trên sàn chứng khoán. Cái việc phân biệt màu sắc này cũng để cho người dùng có một cái cảnh báo màu đỏ ở đây có ý nghĩa như này. Thông thường thì giá cả của các cái vật liệu, vật tư nói chung cũng như là giá cả thị trường
ở Việt Nam cũng như thế giới thì nói chung là chúng ta theo cái xu hướng là tăng là chính, chứ cũng có những thời điểm giảm, nhưng mà nhưng xét về mặt dài hạn thì có lẽ là cả thế giới này thì giá cả đều tăng cả, và chúng ta thường là có lạm phát chứ ít khi có giảm phát. Và khi mà cái giá màu màu đỏ thì là thông thường sẽ rơi vào cái trường hợp là có khả năng rất cao là người dùng đã bị nhầm, cho nên khi mà giá giảm đi thì chương trình đã cố tình cho cái màu đỏ để người ta nhằm một cái mục đích là cảnh báo liệu cái này có bị nhầm lẫn nào chăng, chứ không có ý nghĩa là bị lỗi hay gì sao sao cả, mà chỉ là cảnh báo liệu liệu có bị lỗi à, có bị nhập nhầm hay không. Ví dụ như là 1.530 đồng chứ không phải 530 đồng chẳng hạn đấy. Hoặc là 5.300 đồng chứ không phải là 530 đồng chẳng hạn. Đây là cách thứ nhất. Và trước khi mà chuyển chuyển sang cách thứ hai thì chúng ta sẽ kiểm tra xem là cái giá cả của các cái vật liệu, ví dụ như đá đang là 105, bây giờ đổi thành 106, 300, cát đổi thành 67 và xi măng giảm đi còn 530. Bây giờ chúng ta chuyển sang bên suýt giá thông báo, chúng ta kiểm tra xem các cái này đã thay đổi chưa. Ở đây thì chúng ta nhìn thấy là cái giá gốc của đá đang là 105.000 và đây đã chuyển thành 106.300. Cái cát vàng ở đây chúng ta nhìn thấy thì giá gốc là 65 còn giá thông báo là 67.300. Tương tự như vậy đối với cả xi măng thì cái giá đã giảm đi từ 673 đồng xuống còn 530 đồng. Tương tự như vậy chúng ta chuyển sang một cái suýt rất quan trọng, đó là suýt chiết tính dự thầu chẳng hạn. Thì tất cả những công tác nào mà có sử dụng đến cát vàng chẳng hạn thì cái giá của nó không phải giá của nó hiện nay đã thành 67.300 đồng. Đá đổi thành 106.300 đồng. Đấy. Đấy là một công tác. Công tác thứ hai chẳng hạn cũng có dùng đến đá chẳng hạn, thì cái giá của nó cũng là 106.300 đồng ở đây. Cát vàng lại là 67.300 đồng ở đây. Chuyển sang suýt phân tích vật tư thì cái tình trạng cũng tương tự, là cái đá 46 đây cũng đã đổi được giá ở đây là 106.300, hoặc là cái xi măng PC30 ở đây thì cái giá đã là giảm xuống còn 530 đồng. Điều đó đã chứng minh được cái gì? Chứng minh được rằng là chúng ta chỉ cần nhập cái giá thông báo ở một nơi, ví dụ tôi chỉ nhập đá 46 là giá 106.300 ở một nơi, thì cái giá đấy lập tức được áp cho cả công trình. Điển hình là nó sẽ được chúng ta vừa nhìn thấy là ở bên suýt tổng hợp vật tư nó đã thay đổi, ở suýt chiết tính dự thầu thay đổi, ở phân tích vật tư thay đổi, và tất cả các suýt khác cũng thay đổi tương tự theo. Vừa rồi đã hướng dẫn cho mọi người cái cách sử dụng cách một để mà nhập giá thông báo. Cách này là cách nhanh nhất, là đơn giản là chúng ta nhập các cái giá thông báo mà tỉnh ban hành, hoặc là cái giá của công trình mà chúng ta định áp vào cho cái công trình đấy. Cách này tuy nhanh thế nhưng mà nó chỉ dùng được cho cái công trình hiện hành thôi. Ví dụ như là tôi đang áp cái giá đá là 106.300 đồng này thì chỉ áp được với công trình ví dụ 2. Thế bây giờ một tình huống đặt ra là tôi chuyển sang một cái công trình khác thì làm thế nào? Thì cái giá này là nếu tôi làm thế này chỉ ăn được một công trình thứ hai, tôi làm thế nào? Vậy chương trình có một cách khác để mà lưu được cái giá này vào. Ví dụ cái giá ở đây, ở đây, ở đây lưu vào một cái bảng nào đó để công trình khác, công trình sau nữa tôi sử dụng mà tôi không phải không chúng ta không phải nhập lại cho nó nữa. Bây giờ chúng ta có hai cách. Cách thứ nhất là chúng ta nháy phải ở đây, chúng ta lưu giá vật liệu, hoặc chúng ta bấm vào đây lưu giá vật liệu cũng được. Bây giờ chúng ta làm cách một là lưu giá vật liệu. Ở đây hiển thị cho chúng ta một cái bảng là bảng lắp giá vật tư. Thì ở bảng này mặc định chương trình báo cho chúng ta là chúng ta lưu cái cột giá vật liệu ở đây. Cột giá vật liệu này, tức là cột mà chúng ta đang đứng có cái biểu tượng là có cái hình chữ nhật nó bao quanh một cái ô, thì chứng tỏ rằng chúng ta đang ở cột F là cột giá tháng. Thì ý chương trình muốn hỏi là chúng ta lưu cột giá tháng này vào trong cái bảng nào trong số các cái bảng mà được liệt kê ra ở đây, trong số các bảng mà chúng ta đang liệt kê ở đây. Tuy nhiên như giải thích trong các cái phần trước cũng như ngay từ đầu thì các cái giá, ví dụ giá vật liệu 24/2005, giá vật liệu 28/2005, giá vật liệu 33/2005 là những cái giá vật liệu gốc ứng với các cái quyển đơn giá xây dựng lắp đặt và khảo sát của các tỉnh. Thế còn bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là chúng ta phải tạo ra một cái bảng mới là chúng ta phải thêm bảng giá vật liệu mà kế thừa từ cái bảng nào đó. Ví dụ hiện nay là chúng ta đang dùng cái giá xây dựng, cho nên chương trình tạm thời hiểu rằng là có thể là
là người dùng sẽ kế thừa từ cái vật liệu 24/05, tức là giá gốc của phần xây dựng. Bây giờ chúng ta đặt tên một cái bảng mới là giá thông báo quý 1 chẳng hạn, 2007. Thì tên của cái bảng là như thế này, chúng ta tự đặt vào và chúng ta bấm nút thêm bảng. Như vậy sau khi bấm thêm bảng thì chương trình đã tự động thêm một cái bảng vào cơ sở liệu, và cái bảng này sẵn sàng dùng được cho các công trình khác sau này nữa. Và bây giờ chúng ta sẽ chúng ta chọn vào cái giá thông báo quý 1 2007 để lưu cái cột giá thông báo ở đây vào trong cái bảng này. Bây giờ chúng ta bấm chấp nhận để kiểm chứng là chương trình đã lưu cái cột giá tháng này vào cơ sở liệu ở cái bảng giá thông báo quý 1 năm 2007 chưa. Chúng ta sẽ vào menu đơn giá, chúng ta vào vật liệu để chúng ta kiểm tra xem là Hà Nội hiện nay ở Hà Nội này đã có cái bảng ấy chưa, và cái bảng đấy đã ăn theo cái giá mới này chưa. Bây giờ chúng ta kiểm tra hiện nay với một cái cấu trúc là khi bắt đầu vào giá vật liệu thì bao giờ chương trình cũng vào giá gốc mà không vào các cái giá thông báo, bởi vì giá thông báo là có rất nhiều, thế cho nên chương trình không thể biết được là người ta đang dùng giá thông báo nào, cho nên chương trình tạm thời vào giá gốc. Và chúng ta phải lưu ý là chúng ta phải chuyển đến đúng cái giá gốc mà chúng ta muốn chỉnh sửa hoặc muốn kiểm tra. Bây giờ chúng ta chọn là giá thông báo quý 1 năm 2007. Bây giờ chúng ta kiểm tra cái mã là Bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra cái mã là đá chẳng hạn. Thì chúng ta đã thấy là cái đá 46 ở đây, giá của nó là 106.300 đồng, và chúng ta kiểm chứng ở đây cũng là 106.300 đồng. Bây giờ chúng ta kiểm tra cái cát. Enter. Đây, chúng ta sẽ tìm cái cát vàng, đây đang là 67.300 đồng, và đây cũng là 67.300 đồng. Tiếp theo chúng ta tìm đến cái xi măng. Lưu ý là chúng ta tìm theo tên thì chúng ta gõ cái tên gần đúng của cái vật liệu đấy, sau đó thì gõ Enter ở cái ô này thì chương trình sẽ liệt kê ra các cái xi măng ở đây. Thì chúng ta nhìn thấy một cái xi măng là xi măng PC30 ở đây thì giá cũng là 530 đồng, và đây cũng là 530 đồng. Đấy. Vừa rồi thì chúng ta đã học cái cách để mà nhập cái giá thông báo vào một công trình, và tiết kiệm cái công sức chúng ta nhập, chúng ta đã lưu cái giá thông báo ở đây vào trong cái vào trong cái giá vật liệu rồi. Nhưng bây giờ cách thứ hai để mà chỉnh sửa cả cái cột giá vật liệu ở đây thì chúng ta sẽ vào như sau. Chúng ta vào đơn giá vật liệu. Chúng ta chọn lại cái giá vật liệu quý giá thông báo quý 1 năm 2007. Bây giờ chúng ta chọn chữ đá. Chúng ta tìm cái vật liệu tên là đá. Bây giờ giá đang là 106.300 đồng. Và giống như ở đây 106.300 đồng. Bây giờ tôi sẽ đổi thành 120.900 đồng chẳng hạn. 120.900 đồng. Bây giờ cát vàng tôi sẽ đổi thành 67.300 đồng, tôi đổi thành 95.900 đồng. Và tiếp theo đến xi măng. Xi măng PC30 lúc nãy là 530 đồng, bây giờ đổi thành 890 đồng. Cố tình chọn một cái đuôi là 90 hoặc là 900 để cho dễ nhớ. Hoặc là một cái vật liệu nữa, ví dụ ở đây có dùng đến đá học chẳng hạn thì chỉnh luôn cả đá học. Thì đá học hiện nay đang là 90.000, giảm xuống còn 70.900 đồng. Và tất cả các cái vật liệu chúng ta vừa sửa, chúng ta nhớ là đều có cái đuôi là 90 hoặc là 900. Bây giờ chúng ta đóng nó lại. Bây giờ cách thứ hai để mà gán cái giá thông báo ứng với một cái giá nào đó thì chúng ta làm như sau. Chúng ta nhảy phải vào đây, chúng ta chọn lắp giá thông báo vật liệu, hoặc chúng ta bấm vào đây để thay giá vật liệu. Bây giờ chúng ta làm theo cách bấm vào đây. Thì chương trình cũng liệt kê chúng ta tất cả các cái bảng hiện hành hiện nay mà cái đơn giá xây dựng đang sử dụng. Chúng ta nhìn thấy cái giá thông báo quý 1 năm 2007 đây, và chúng ta bấm chấp nhận.
Thì chúng ta để ý ở đây, lúc nãy là cái giá của nó là 300, chỗ này là 30, thì bây giờ đang là 120.900, đây là 95.900, và cái xi măng PC30 là 890 đồng. Và cái đá hộc thì hiện nay là 70.900 đồng. Đấy. Và như vậy là chúng ta đã có hai cách để mà thay giá vật liệu. Thứ nhất là chúng ta gõ trực tiếp vào đây. Cách thứ hai là chúng ta lắp giá vật liệu. Tương tự như vậy, cho việc chỉnh cho việc là lắp giá ca máy, chúng ta có thể làm cách thứ nhất là chúng ta gõ trực tiếp. Chúng ta nhập trực tiếp các cái giá ca máy vào đây. Cách thứ hai là chúng ta nháy phải ở đây, chúng ta chọn lắp lại giá ca máy. Thì chương trình thay vì là lúc nãy là bảng giá vật liệu thì bây giờ là bảng giá ca máy, và đây là thay thế giá ca máy. Thì chương trình hỏi là chúng ta định thay cái giá ca máy ở đây bằng cái giá nào trong cái bảng này, thì chúng ta chọn một cái bảng nào đó và chúng ta bấm chấp nhận, thì cũng tương ứng như là cái bảng vật liệu. Nói tóm lại cái topic này với cái mục đích duy nhất là hướng dẫn chúng ta một cái thao tác rất đơn giản để mà nhập cái giá vật liệu vào cho chương trình. Và chương trình rất mềm dẻo ở điểm là có thể là nhập trực tiếp ở đây hoặc là nhập từ một cái bảng nào đó. Và trong trường hợp chúng ta đã có công nhập ở đây rồi thì chúng ta lại có thể lưu được vào trong một cái bảng giá nào đó. Và đây là một cái phần mềm rất là mềm dẻo trong cái chuyện này. Hơn nữa thì trong quá trình nhập công trình, chúng ta không nhất thiết chúng ta phải chọn ngay giá thông báo, mà đến phút chót chúng ta có thể là chọn lại giá thông báo ở đây cũng được, bằng cách như thế này, và chúng ta chọn lại cái giá này, chúng ta bấm chấp nhận cũng được. Chúc các bạn thành công.